Hai đứa nhóc kia, chào mừng các người đến với trường học ma quái. Ta là phù thủy ăn thịt người. Đứa nào vào trong trường này, ta sẽ ăn thịt đứa đó. À, cái gì? Đây chính là trường học của phù thủy sao? Trời ơi, Sam ơi, chết rồi. Vậy là hai đứa mình đi nhầm trường học rồi Sam ơi. Trời đất ơi, giờ sao đây? Tôi không muốn bị ăn đâu, tôi còn trẻ, tôi muốn đi chiêu. Trời ơi là trời, bây giờ bọn mình gọi là đi nhầm vô trường học của cái bà phù thủy này rồi. Bây giờ làm sao để hai đứa mình thoát ra ngoài được đây Sam ơi? Trời ơi, chẳng lẽ tôi sẽ bị bà này bắt đem đi làm heo quay hay sao? Tôi không muốn trở thành heo quay đâu. Khoan, thôi như thế này đi. Bây giờ nha Sam, để gọi là trốn được nơi này, chúng ta cần phải bàn kế hoạch để thoát ra khỏi ngôi trường này. Bây giờ kế hoạch gì đây? Chứ bây giờ tôi sợ quá, bây giờ làm sao đây trời đất ơi. Để tôi suy nghĩ. Nè Sam ơi, cái bà phù thủy này nè, tôi nhìn mặt của bà, tôi thấy bà ngu lắm. Bà không biết gọi là thông minh như bọn mình đâu. Bây giờ thế này nha, Sam hãy dụ dỗ bà đuổi theo Sam. Tôi sẽ đi kiếm chìa khóa và mình sẽ thoát ra khỏi ngôi trường này, hiểu không? Ok, bây giờ chuyện luôn nha. Rồi, bây giờ chuẩn bị 1, 2, 3. Đi đi đi. Bà phù thủy xấu xí mập thù lù như con heo. Người dám nói ta mập ư? Con bé này chán sống rồi à? Chết, người sẽ chết với ta. Trời ơi, hay quá bạn ơi. Sammy gọi là kêu bà phù thủy này là xấu xí mập mập như heo. Cái là bà phù thủy bà giận dữ, bà đuổi theo Sam liền. À, trời đất ơi. À, ok, từ để tôi chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Trong mấy cái bình này có không? Ôi, trong mấy cái bình này không có chìa khóa. Từ để tôi kiếm coi. Kia ơi, đứng lại coi. Ơi, chạy đi Sam. Để tôi. À, trong đây có gì đây? Chìa khóa nè. Sam. Chạy qua đây. Nhanh. Mở cửa ơi, qua đây nhanh lên. Hai đứa nhóc này dám là trốn chạy ư? Đi lại đuổi theo các ngươi. Đóng cửa lại. Đây, cho tôi lỡ, tôi nhốt ở trong đây rồi. Chạy. Ôi, liêu bà phù thủy. Bà đuổi theo kìa, chạy sao? Bà biết đuổi à? Ơi, cái bà này bà chạy nhanh lắm á, chạy nhanh lên. Bà là phù thủy mà, trời. Thoát được rồi. Nghe tiếng chưa? Tính ra mình còn chưa thoát nữa Sam ơi. Còn quá trời nè, rồi bà phù thủy rồi. Chạy. Trời ơi, bà phù thủy bà đang sau lưng mình kìa. Trời. Ơi, bà phù thủy sau lưng mình kìa, chạy đi Sam ơi. Trời ơi là trời, cái trường học gì đâu mà y như gọi là một cái bãi chiến trường luôn vậy trời. Gì đâu mà phải vượt qua mấy cái gọi là mấy cái cục đá này nữa, trời khó dữ vậy trời. Đúng là trường học ma quái bạn ơi, muốn vượt khỏi ra cái khỏi nơi này là khổ luôn á. Cố lên Sam, cố lên. Ui, rồi còn không sao, tôi được mà, tôi ổn mà. Rồi đi. Hình như là bà phù thủy bà bị lạc đường hay sao kìa, bà không đuổi theo mình nữa. Ê. Ok, bây giờ bọn mình tranh thủ thời gian mình trốn đi. Ui, đất xuống đây là trời đất, ba quả nhật ông gà luôn. Trời ơi, ở dưới đây toàn là gai không à, rơi xuống đây cái ha là nó đâm tôi rồi là lủng đít luôn á. Trời ơi, thôi tôi không muốn bị lủng đít đâu. Tôi sợ lắm, tôi phải nhảy. Cẩn thận nha, coi chừng té dưới á. Té xuống dưới là bị gì cái là ba mẹ nhận không ra luôn á trời. Ok, quay coi coi. Ở bên đây là dùng để mình thoát ra ngoài nè, nhưng mà không có chìa khóa, giờ làm sao đây? Thì phải đi đường này thôi, tạm đi đường này thôi chứ sao nè. Đường bên đây đi. Cái gì đây? Cá gì? Trời, cá này là cá ăn thịt người, không phải là cá bình thường đâu Sam ơi. Thay tụi mình cũng là cá đó, phong xuống là nó róc xương nữa, không còn gì, không còn xác mang về luôn á. Sam ơi, bây giờ tôi mới nghĩ ra ý kiến này hay hơn nè. Hay là bây giờ tôi sẽ chọi bà xuống đó cho cá nó bu vô ăn thịt bà, tôi chạy. Mày điên à? Hay á. Hay không? Hay không? Rồi xuống đây. Thôi tôi nhường ông, ok. Nhường mà tôi đi thoát đi, nói chuyện nhiều quá à. Ôi, tôi giỡn xíu làm gì ghê quá vậy. Yên tâm đi, có Phong ở đây, Phong sẽ luôn bảo vệ cho Sammy, yên tâm. Trời ơi, mấy con cá làm gì được tôi hay không? Ôi, té xuống dưới đây. Trời đất ơi. Trời ơi, nó cắn cái đít tôi. Trời đất ơi. Rồi xong. Tôi quay vào trường học luôn ơi, chạy. Hey, trời ơi bạn ơi, cuối cùng mình cũng quay trở lại được nơi này rồi bạn ơi. Cố lên Sam, cố lên con cá này. Không dám nhảy luôn á Phong ơi, ông chết cái tôi không nhảy luôn á. Yên tâm đi, mấy con cá này nó ăn thịt tôi xong rồi nó ngán mỡ rồi, yên tâm đi, nó không có cắn bà nó đâu. Qua đây. Cái gì? Trời đất ơi. Đây Phong ơi, có con tê này, lấy đi. Ủa, có con tê trong đây hả? Mấy con chó sói. Trời ơi Sam ơi, bên đây có mấy con chó sói nè, để tôi bắn đó. Mày hả mày? Mày cút ra. Trời, mấy con chó sói này nó hung dữ quá bạn ơi, nó lao vào mình nè. Quá không có chạy qua đi, nhiều con lắm. Ok. Chạy qua đi. Khoan từ, đang ăn bánh mì đã, mình phải ăn bánh mì vô mình mới hồi máu mình mới chạy qua đó được. Xem tôi nè. 1 2 3. Ê! Đó, tôi nhảy qua được nè. Rồi xong, tôi té rồi. Trời ơi, Phong ơi.
Trời ơi là trời, mấy con chó sói mất dạy. Mày có biết anh của tao là Siro là gọi sao ta? Người ta gọi là trưởng của bộ tộc sói mà mày dám cắn tao hả mấy con sói kia? Trời ơi trời. Tôi dù bạn chó rồi, đừng lo, tôi dù mày nè. Ok. Cảm ơn Sam. Rồi Sam bên đó để tôi nha, tôi qua nè. Ồ. Ok. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Mấy con chó sói nữa bên dưới nó cứ nhảy nhảy lên nó đòi ăn thịt mình đó bạn ơi. Thịt tao không ngon đâu, thịt nó tàn mỡ không à. Đừng ăn tao nha. Ok, tiếp theo là gì đây? Ui. Trời ơi mê cung luôn hả? Không chơi đâu. Trời ơi là trời, tiếp theo là mê cung đó bạn ơi. Chỗ này nguy hiểm lắm luôn á. Rồi, thôi coi coi chừng lẹt lẹt nha Sam. Bây giờ mình phải kiếm đường ra khỏi mê cung mấy bạn ơi. Hay, trời ơi trời. Mấy bạn biết sao không? Hồi sáng nay nè, mình với Sammy gọi là trễ giờ đi học. Mấy bạn biết mình đi học gì không? Mình đi học cách để trở thành YouTuber. Thế là mình đi học sao cái tự nhiên mình lạc ở trong cái ngôi trường học ma quái Phạm này. Ơi, này Phạm ơi, Phạm ơi, tôi đây nè Phạm ơi. Ê. Nhìn lên. Sao bà leo nó được vậy? Trời, tôi không biết luôn, tôi leo này luôn á. Thôi đi theo tôi nha, tôi biết chỗ nè. Tôi biết yên chỗ tâm, rồi. Tôi cũng biết chỗ nè. Tôi chỉ cần bấm F5 cái là tôi có thể nhìn thấy đường tôi đi luôn, ghê không? À. Đúng rồi. Tôi thông minh mà. Tôi là thông minh đây, mà. Ok, tôi đang qua nè. À, trời ơi. Rồi, qua tới nơi luôn à. À, trời. Chơi bóng hả? Ủa chơi bóng gì kỳ vậy? Tôi quá thông minh. Ôi trời. Ôi. Chơi bóng gì mà kỳ cục vậy? Ô trời ơi, cái này chính là cái sân chơi bóng gọi là ảo giác của bà phù thủy nè. Đó bà tạo ra cái vòng này mình nhảy qua không được là mình té xuống dưới đó. Trời ơi. Có làm sao? Tôi bắt lắc luôn. Sợ gì? Bắt cua bám tường đi, bắt cua bám tường đi. Anh Siro chỉ ra. Ô, quá giỏi. Ok, qua đây. Trời ơi, tôi nằm đây tôi chết, tôi không qua đâu. Trời đất ơi, ghê quá à. Trời ơi là trời mấy bạn ơi. Mấy bạn coi kìa, ở bên đây là nguyên một cái bãi chiến trường laser luôn. Chúng vô laser cái là mình sẽ bị đứt ra làm hai luôn các bạn ơi. Ôi là trời. Hay, bây giờ làm sao qua được đây? Để xem coi. Qua từ từ Phong ơi, qua từ từ Phong ơi. Sám ơi, sao anh tôi chỉ nè. Mình có bánh mì hồi máu mà. Bây giờ á, bà chỉ cần vừa chạy vừa ăn bánh mì hồi máu là bà có thể vượt qua được, hiểu không? Hay à, hay. Không ba. Cố lên. Trời ơi. Ok, xong qua được à, tới lượt Phong nè. Ấy, ai da trời, nó chiếu trong đít tôi đâu quá. Rồi xong. Ê. Luôn điểm hồi sinh, điểm sinh đi. Ôi trời. May mà có bánh mì hồi máu, không thôi hai đứa mình gọi là chết luôn á trời. Để xem tiếp theo là gì đây. Đây là phòng hiệu trưởng. Ồ. Đây chính là phòng của thầy hiệu trưởng sao? À, vậy là chỉ cần vượt qua đây nữa là chúng ta sẽ chiến thắng á. Wow, thầy hiệu trưởng xịn vậy. Thầy hiệu trưởng có nguyên vàng PC siêu xịn luôn, cầu vòng cái kiểu nè. Wow. Ê, mà PC phải. Trang ông luôn Phong, cái trang luôn nè, bằng phím nè, cây trang luôn. Trời ơi, đúng là vàng PC trăm cũ, nhìn còn đẹp ơi đẹp nhưng mà thua vàng PC của tôi. Ok, cái này là gì đây? À, gạt lên. Ok, gạt lên nè. Rồi được gì? Có được gì không? Ủa không thấy được gì hết trơn á. Để xem coi. Ở chỗ này nó có gì không? Nó có một cái rương bên dưới nè. À, thấy rồi nha, một cái rương. Yeah, trong cái rương nó có cần gạt nè Sam ơi. Ok. Quá đơn giản, tưởng gì. Ok, qua. À, bây giờ chỉ cần vượt qua bên đây nữa là mình win rồi. À, rồi xong. Ờ, Phong quay muộn không? Tôi biết hành heo quay luôn rồi. Trời ơi trời. Ok, để tôi xem coi cái này có phải là thật không. Bây giờ xem nè, bên đây là giả rồi nè. Coi bên đây phải thật không nha. Tôi chọi cục thịt xuống nè. Rồi, xong. Đây nè, Phong ơi. Bên đó là giả luôn. Vậy là bên đây mới là thật nè. Ờ, ok. Rồi bây giờ để tôi xem tiếp cho. À, bên đây có phải là giả không nha. Tôi sẽ chọi cái cung xuống. Hey. Là giả. Rồi tôi chọi bên đây coi. Hả? Cũng là giả luôn. Ui, vậy là bên đây là thật rồi. Ok. Qua đây. Hay quá. Thấy tôi thông minh chưa? Ok, qua đây. Phong ơi, tôi muốn đi ngủ quá, không chơi ở đâu. Cái gì vậy, cái trường này là trường yêu quái thật luôn á trời ơi. Trời ơi là trời, cái trường này cho mình một đống nút luôn. Nó bắt mình phải kiếm được cái nút để mình thoát ra ngoài. Giờ kiếm sao đây? Ủa, ở trong đây nó có gì chứ sao? Trong đây nó có gì nè, để tôi vô tôi coi nhiều khi nó có bí mật trong đây nè. Cái nút này phải không? Ủa, không phải. Hình như nó có cái rương ở đây, coi cái rương này có gì không? Ui, cái rương này nó cho mình một đống giáo luôn nè. Nhưng mà lấy giáo để làm gì, mình đâu cần giáo đâu. Nhưng mà thôi, cứ lấy luôn. Thích thôi chứ sao. Nó cho thì mình lấy luôn, ok lấy hết. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy mấy cái giáo đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đúng cái nút để mình mở cửa. Này đúng không? Không phải luôn. Ok, bây giờ mình phải lít từng cái nút mấy bạn ơi. Khổ quá, ok, mình sẽ lít hết mấy cái nút này luôn nha. Mở rồi, chạy đây. Ủa, mở rồi hả? Ok rồi, qua nè. Hello. Ôi, bác bảo vệ. Ô, không cái này. Thầy giáo, trời ơi, thầy giáo, lưu giáo. Điểm, lưu, chạy. Lưu điểm xích Phong ơi, lưu điểm. Trời đó coi, Phong ơi, cứu tôi. Ui, đau. Tôi chết hoài luôn á trời. Thôi, qua đây, sao không, qua đây, yên tâm, có tôi rồi, tôi có mũi giáo rồi. Tôi sẽ chọi nó, nó lại gần bên kia. Chọi mày nè.
trời mày nè, này này. Này thì chó này của bảo vệ nè. Bắn mày hả mày? Ok, nó đâu rồi? Ôi, ông thầy giáo kìa. Ông thầy giáo ma quái kìa. Ông thầy giáo này là bạn của bà phù thủy luôn á, để tôi giết ông. Này thì phù thủy ma quái hả? Ok, giết được rồi. Ôi, hình như là Sam lượm được cần gạt hay sao á. Ai đây, cần gạt nữa không? Đó. Tôi đây, đây. Ok, có cần gạt rồi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau mở cửa nào. Trời sắp lên. Trời đất ơi, nguyên cái chuồng chó. Trời ơi, trời sao mà toàn gặp chó sói không vậy? Để tôi chọi nó. Mày coi chừng nó cắn nha, coi chừng nó cắn. Ui, mày hả mày? Ui, mày hả chó sói? Ui, nhiều quá bạn ơi. Ủa khoan, mình có kiếm kim cương mà sao mình cầm giáo mình chọi chi cho nó lâu? Đúng không? Tôi cũng thắc mắc rồi không? Ờ tính ra mình có kiếm kim cương mà ta. Ơ sao coi chừng chó kìa. Trời ơi, tôi nè. Mấy con chó này ngoan đi, tí nữa tao cho mày ăn cục xương. Trời ơi trời. À quên, tao chỉ có mỡ thôi mà chứ tao không có xương. Ê, mày à, mày quýnh tao xong mày chạy hả mày? À, ok ok, đi qua Sam, đi qua. Ui, còn ông bảo vệ kìa. Ông bảo vệ đó kìa. À, ông bảo vệ này là ông bảo vệ của ngôi trường ma quái này đúng không? Chắc chắn ông cũng là người xấu luôn, mình không thể nào để cho ông ở đây được. Này, này thì bảo vệ ma quái này. Này thì bảo vệ yêu quái này, chết đi. Chó sói nè, chó sói nè. Nè, chó sói nè. Sắp thoát chưa, sắp thoát chưa không? Mệt quá, hình như là mình sắp thoát rồi đó. Bên đây, còn ông bảo vệ bên đây nè. Bảo vệ yêu quái hả? Này thì bảo vệ yêu quái nè. Ôi, gói này là gì đây? Ôi, Phong ơi, thoát được rồi Phong ơi. Lên, lên nè. Chúng ta đã trốn thoát được rồi. À, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bắt cua ở đây đúng không? À, ok, hiểu. Bắt cua đây nè. À, nhảy qua đây. Ui, nhảy qua kia ăn sao chúng ta chiến thắng đó. Để tôi, ê. Ok. Wow, hay quá luôn. Trời ơi trời, mệt quá, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái ngôi trường học ma quái này mấy bạn ơi. Hay ok bạn ơi. Hay coi như là mình với Sammy đã gọi là chiến thắng được con map này rồi bạn ơi. Quá mệt luôn á các bạn. Hay nói chung là mấy bạn thấy cái ngôi trường học này có đáng sợ hay không thì bạn hãy nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Cuối cùng thì mình với Sammy cũng vượt ra khỏi được cái ngôi trường học yêu quái này rồi. Ôi, trời ơi trời. Tôi nói thiệt luôn nha, tôi vừa có cái bắt cua rồi chứ tôi giảm 10kg luôn á trời. Hay ok. Và mấy bạn hãy nên nhớ nè, khi mà mấy bạn đi học á, nếu mấy bạn còn nhỏ thì mấy bạn hãy gọi là nhờ ba mẹ chở đi học giùm, chứ đừng có đi một mình nha các bạn nha, không thôi các bạn sẽ bị lạc đường nè, hoặc là gặp kẻ xấu, hoặc là sẽ bị lọt vô mấy ngôi trường gọi là yêu quái như thế này á, rất là nguy hiểm luôn nha mấy bạn nhỏ, hãy nhớ như vậy nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, hết cái ngôi trường này, à thôi mấy bạn đừng thích ngôi trường này đáng sợ. Không nên thích. Ok, không nên thích. Mấy bạn nếu các bạn thích mình và thấy thích vẻ đẹp trai của mình đó thì các bạn đừng quên hãy để và thấy thích vẻ xấu xí của Sammy thì các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Thôi mình ăn sao đây để mình còn trốn thoát khỏi bà phù thủy các bạn ơi. Thôi ăn sao nè. Em cho tôi ăn với, chia ra. Đây.